ứng đạo nhất là phân thân của diệt ách đây không thể nào tuy hắn đắc tuyển là do không có sự tồn tại của huyết mạch thánh thù khác nhưng nếu hắn có vấn đề ta tuyệt đối không thể nào không cảm nhận được ứng đạo nhất khác với phân thân khác là hắn có ý thức tự chủ rất rõ ràng thiết nghĩ là hắn chủ động lựa chọn hợp tác với diệt ách chi chủ sau khi cô rời khỏi yêu đô thành chân thân lộ ra nói trắng ra hắn chính là đảng dẫn đường may nhờ hắn tự cho họ là vô địch không nắm chắc dư luận đem diệt ách tạo thành chủ cứu thế không thì tình hình hiện giờ phức tạp hơn nhiều Vậy thì cho dù điều ngươi nghĩ là đúng, Diệt Ách chi chủ bây giờ không thể giống như trong truyền thuyết chế tạo phân thân quy mô lớn nữa. Nhưng năng lượng diệt ách của hắn lại phải đối phó thế nào? Chúng ta lấy đầu ra bản lĩnh đi diệt trừ diệt ách dưới đại trận. Thông qua việc bây giờ hắn không thể thoát khỏi trận pháp và hắn không thể lan truyền phân thân xem ra, Diệt Ách chi chủ sớm đã không còn như xưa. Vòng bạch ngọc này nữ hoàng để lại tuy không biết bị ai sửa, nhưng đối với diệt trừ năng lượng diệt ách mà nói, nó chính là đạo cụ quan trọng nhất. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất cũng là cuối cùng đánh, đánh mới có thể thắng. Vì tăng cường tỷ lệ thắng, gì chứ, sao hai người họ ở trên trời nói lâu như vậy? Chẳng lẽ đây chính là nhiều chuyện mà lúc trước phong trưởng giáo nhắc qua? Họ trông giống như trò chuyện rất hợp, chẳng lẽ thống nhất ý kiến rồi? Trưởng giáo phong đưa ra tay bày tỏ tình hữu nghị. Sau đó một quyền đánh lên mặt. Một phút trước, Vũ thi Ngọc, nếu cô là fan của nữ hoàng Lăng Vân, thiết nghĩ có lẽ biết nữ hoàng là thánh linh thể. Phải phải, ta đương nhiên biết, chính là thánh linh thể cái gì cũng có thể học được đáng tiếc bây giờ không thể gặp lại. Thật ra ta kế thừa thánh linh thể của nữ hoàng bệ hạ, cô có muốn xem không? Đương nhiên muốn, vậy tôi phải làm thế nào? Tư chất của ta không sánh được với nữ hoàng, không thể làm được vừa nhìn đã biết, cho nên quá trình có chút khác biệt. Cô yêu ta, ta yêu cô. Hai chúng ta ngọt ngào. Quyền trái quyền phải cả ngày chỉ muốn sinh con. Quốc chủ yêu hoàng sao mặc cho phong trưởng giáo đánh vậy, còn bộ dạng rất vui. Phù, xong, thu hoạch rất phong phú. Biến thái nhân một. Mảnh vỡ khiên cánh vũ thần nhân 25. Mảnh vỡ linh lực đại phân giải nhân 30. Bọn họ nhìn nhau lần cuối để đánh cược nốt ván cờ này. Có lẽ sau khi ta giải trừ phong ấn thì sẽ mất đi tính mạng. Tuyên võ huyết mạch pháp bảo tuyên võ linh bàn. Phong trưởng giáo, chấm hy vọng nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu có thể dẫn em gái trẫm về, nó là nhớ nhung duy nhất của trẫm. Mạc liên Quyết, cơ chế giải trừ phong ấn là gì? Nếu rõ ràng, có lẽ có thể có cách để cậu ở lại. Quy tắc tổ tiên định ra để sử dụng pháp bảo, là cần phải hiến ra một phần huyết mạch hoàng thất tuyên võ hoàn chỉnh. Nay huyết mạch hoàng thất hoàn chỉnh duy trì còn trẫm và hoàng muội Mạc Trung Tú, trẫm phải đảm nhận nhiệm vụ này. Lại phải dùng thể xác hiến tế, thật không cần mạng. Quốc chủ yêu hoàng, người chẳng phải cũng dùng sinh mạng cả 10 năm một mình bảo vệ đại lục này sao? Ở mức độ nào đó mà nói, chẳng phải chúng ta rất giống nhau ư? Ừ. Mạc Linh quyết, quy tắc sử dụng mà tổ tiên cậu định ra, có lẽ có lỗ hở có thể lợi dụng tuy lập ra quy định mở pháp bảo là huyết mạch hoàng thất tuyên võ hoàn chỉnh nếu có thể ở cùng em gái cậu đang nói chuyện thì đột nhiên lối vào tầng 3 mở ra chuyện này là sao còn ai có thể mở lối vào tầng 3? thật là hữu dụng a à, máu kỳ lân chỉ cần luyện chế thêm cái gì cũng có thể mở ra ê ê biểu tượng đó không lẽ là trung trung tú sao muội lại ở đây hơi thở đó chúng ta canh giữ ở đây lâu như vậy thật sự quá quen rồi là phân thân của diệt ếch chi chủ. Ừm, không chỉ bên ngoài, trong đây còn có kiến à, sao, lại như vậy. Lam mau, lam mau, trả lời ta. Đáng chết, không có hồi âm. Ấu nương, Ấu nương, nghe thấy ta nói không? Mạng nhện còn có thể sử dụng, nhưng không ai trả lời, là mạng bị ngăn rồi sao? Đồ khốn, ngươi làm gì người bên ngoài rồi? Khà khà khà. Để ta nghĩ xem, phải làm sao lợi dụng những linh lực phong ấn ta lâu như vậy nào? Ê, trả lời câu hỏi của ta. Ngươi giết họ rồi sao? Tiểu Bắc ca, tình hình người bên ngoài có lẽ không tệ như huynh nghĩ, chỉ là liên lạc với bên ngoài bị cô ta ngăn rồi. Cường độ hóa thân của Diệt Ách chi chủ có liên quan đến cơ thể sử dụng, bản thân muội muội của tiểu hoàng đế không có tu vi rất cao. Nó bây giờ chỉ có thể chỉ thị một hóa thân, không thể đánh bại toàn bộ bạn của ta ở tầng 2 và nhiều người bảo vệ như vậy. Ê, con kiến bên đó, người bộ dạng giả vờ giao thủ qua với ta thật nực cười a. À. Diệt Ách chi chủ, đừng xem thường bọn ta. Quốc chủ yêu hoàng, phải cảm ơn cô chọn Thánh Tử đứng ở bên ta, để kế hoạch của ta sớm được rất nhiều năm đó. Giang Diếu, ngay lập tức Vũ Thiên Ngọc bay lên giao đấu với Hóa Thân Diệt Ách. Vũ Thiên Ngọc, đừng đến gần cô ta. Muộn rồi, Vũ Thiên Ngọc đã bị Diệt Ách khống chế. Con kiến bên đó, ngươi nói không sai, thực lực hiện giờ của ta chỉ hồi phục một chút, nhưng đã có thể tùy ý điều khiển bất kỳ một sinh linh nào trên đại lục làm phân thân của ta rồi. Đây là năng lực thần ban cho ta, trừ khi tu vi gần thần trên thế giới này không ai có thể từ chối sự chi phối của diệt ách. Kha kha, có cơ thể mới này, ta nghĩ đến cách chơi tuyệt hơn rồi. Người con gái này trả cho các người trước, dù sao lát nữa toàn bộ các người đều là phân thân của ta rồi. Trung tú, muội có sao không? Chìa khóa máu kỳ lân, siêu luyện hóa. Không những phải giải trừ phong ấn của ta, còn có toàn bộ thiên địa linh khí, toàn bộ, hóa thành năng lượng diệt ách đi. Tên đó, không chỉ là đang giải trừ phong ấn. Anh, anh đây là cách ăn mặc gì vậy? Ha ha, Trung Tú, anh, chúng ta nhất định phải ngăn dã tâm của con quái vật đó. Hắn lúc nãy ở trong não em để lại ý nghĩ cuối cùng là dùng máu kỳ lân của thánh tử ăn mòn linh khí của phong ấn để khiến bản thân hồi phục hoàn toàn. Tuyệt không thể để hắn đặt thành, nếu không không chỉ là nước tuyến võ, cả đại lục này cũng tiêu rồi. Nhưng, nhưng chúng ta làm sao ngăn? Tranh thủ trước khi hắn độc chiếm linh khí, đem toàn bộ linh khí giải phóng ra ngoài. Chúng ta nhất định làm được. Tiểu Bắc Ca, chúng ta đi cầm chân của diệt ách chi trục trung tú em tránh ra, để Hoàng Huynh làm. Anh, chúng ta cách xa lâu như vậy bất luận sẽ là kết cục gì, lần này. Hãy để em cùng anh đi đến cuối cùng đi. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Huyết mạch Hoàng thất tuyên võ Mạc Linh Quyết, Mạc Trung Tú, ở đây đáp lại kỳ vọng của các đời tổ tiên. Vì vạn thế mở lại Thái Bình. Đến đây đi, đến đây đi, chỉ cần ăn những linh khí đất trời này, ta rất nhanh có thể trở lại đỉnh phong. Sẽ không để ngươi đạt được linh khí đất trời đâu, diệt ách chi chủ vũ thần thuẫn giật cơ thể của yêu hoàng này ngăn các người dư sức lúc này phong hạ cũng dùng vũ thần thuẫn giật tấn công hắn ta nham vương thuẫn sao năng lực mà chỉ có cơ thể này mới có hắn cũng biết sử dụng tiểu tử ngươi không chống đỡ nổi nữa mau dùng vòng ngọc bạch nguyệt đi tên này rất xào huyệt đối phó với phân thân tuyệt không thể lấy ra con bài cuối cùng nhất định phải chờ bản thể của nó hiện thân trực tiếp diệt trừ thật khiến ta bất ngờ nhưng đây chỉ là thiên nga bổ nhào vào lửa Phong Hạ lúc này đang sắp không cầm cự nổi nữa rồi, chết đi sâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một luồng ánh sáng tấn công lên vị trí linh khí Phong ấn. Cái gì? Là hai huynh muội Liên Khuyết và Trung Tú, họ làm được rồi. Trở lại đi, thiên địa linh khí. Lúc này Phong ấn cũng đã được giải trừ, linh khí bên trong tuôn trào ra dữ dội. Tầng hai yêu hoàng lăng, không liên lạc được a à hạ rồi. Người đàn bà đó sao đột nhiên biến mất rồi? Nhưng mà những quái vật này, mãi không hết thế nào cũng giết không chết, thật đáng ghét. Linh khí từ bên trong tầng 3 đã tuôn trào ra tầng 2 rồi, linh là linh khí. Lúc này mộ thần đang bị trói cũng hấp thụ được linh khí, tự mình giải thoát. Nào, ba con chó nhỏ, tiếp tục đến đánh ta a. À. Lão nạp bây giờ, cách chơi nào cũng chịu được rồi. Cùng với sự mở ra của càn nguyên vạn tượng trận, linh khí từ trong vết nước không gian của yêu hoàng lang phun ra. Tiếp theo linh khí giống như sông hà chảy mạnh vào trong đất trời của huyền nguyên đại lục. Anh, thì ra đây chính là dáng vẻ vốn dĩ của đất trời sao. Đẹp thật, chấm chỉ có thể làm đến bước này rồi. Phong trưởng giáo, chuyện còn lại nhờ cậu rồi, chấm, muốn nghỉ ngơi một lát. Đám sâu các người, đã làm gì à? Diệt ách chi chủ cũng thoát ra khỏi người của yêu hoàng, phù phù, quốc chủ yêu hoàng. Diệt ách chi chủ từ trong cơ thể ta ra ngoài rồi. Quái vật đó đang thu lại sức mạnh của nó. Yêu hoàng lăng tầng 2. Lão nạp thật sướng quá đi. Nào, tiếp tục đánh. Sao biến mất rồi? đừng chạy a à. những thú diệt ếch đó đều hóa thành năng lượng đi về vùng trung tâm dưới đất rồi bổn thể của diệt ếch đang vùng vẫy muốn đi ra tiểu bắc ca huynh mau dẫn vũ thiên ngọc và huynh muội mạc ra rời khỏi đừng để tên đó có cơ hội lại chế tạo phân thân chúng ta đều đi rồi cậu làm thế nào yên tâm tôi đến là có chuẩn bị dù sao một đường đến yêu hoàng lang này ta luôn qua lại với tên quái vật đó nếu có nguy hiểm cậu cũng lập tức ra nha.